Kiệt Ly Bến Tre xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình vừa mua ngành nha các bạn. Nãy giờ mình vừa cũng được vậy các bạn ơi. Cắt cái ngành thối thần thì chứ. Cái ngành này khỏi gỡ cá luôn. Cộng này là 2 ly nha các bạn. Thank you.
Như vậy được chưa các bạn? Không sắc nét ra. Các cái ngậm dài quá thì cái cổ này vỗ nhỏ ra quá cũng không đẹp. Cái cổ phần này nhỏ quá không được đẹp các bạn ơi. Cổ này 2 ly, mày vỗ cái cổ này khoảng chừng còn khoảng chừng là quy này khoảng chừng để khoảng chừng 1 ly 7 ly 8 ly 7. Đây một hồi kéo với nhám lại coi làm sao kìa. Cắt ngạnh quá dài, ngạnh này ngạnh giật bạo lực nha các bạn, ngạnh dài ngạnh đưa ra quá giật bạo lực, giật mạnh á. Còn mà ngạnh dọc dọc xuống chút xíu thì chỉ căng dây là dính rồi. Này phải giật mạnh nó sóc qua ngạnh không được, giật nhẹ quá dướng ngạnh lại. Một cái đây là cái thứ hai mới cắt không à, chứ chưa có vũa các bạn. Đây là lò xo. Gì trơn trời. Không biết các bạn khác giũa cái phần này trước hay là phần này trước. Mình thường thường là mình giũa cái cổ trước. Rảnh rỗi thì không có việc làm mà đem dũa ra làm cái câu luyện tay nghề, chứ thật ra giờ cá đầu câu đó các bạn ơi. Mình bị cả mấy bữa nay các bạn ơi, nói chuyện thì cũng không được
trong tẻo gì mấy. Để mình tạm ngưng chút xíu nha các bạn. Nãy giờ mình vỗ cổ được vậy nè các bạn. Vỗ là bị lục hay là sao, hay là cái này cứng quá ta. Vỗ mới mua luôn. Vũ này là vũ bát nguyệt nha các bạn, một bên mo một bên bằng.
Đây là một cọng đi tư rồi bạn. Mình cắt ngắn xong hết rồi. Không có thời gian giũa con rồi. Cộng này là loại xô súng AK các bạn. Mình xin được con khúc à. Đó, mình xin được có nhiêu đây các bạn. Bạn mình cũng làm á. Mình xin còn nó còn có chút xíu rồi. Mình xin được có nhiêu đây nè. Đó. À, con này AK. Còn cái này là thép đen thường thôi. Còn đây nữa là R15. Mình đập mình chưa cắt ngạnh luôn ơi. Thép này á bạn đập mà không mua tét á. Bạn lấy giũa bạn giũa cho nó bằng mặt chút xíu hai bên luôn. Đó, mà đập nó không tét. Chứ bạn để gì bạn đập thì tét hết nha các bạn. Cái này là phải tét nha các bạn. Cái này tại vì lúc mà bẻ, lúc mà mình cắt làm xong rồi. Ví dụ mình cắt mình bẻ nó còn cái dấu này thôi chứ không phải là tét. Cái này nhanh mỏng lét luôn. Nhánh nó phải dựng ly. Đề này khoảng 2 khoảng ly rưỡi. Này khoảng dựng ly. Tại cái này tối nó đen mà thấy nó mỏng như ly rồi. Này mình cũng mới xin. Xin các bạn của mình. Này bạn mình nó có cũng nhiều mấy cái rồi mình xin cho một khúc AK thì còn có nhiêu đây rồi mình làm thử coi sao chắc ngạnh không rồi chứ chưa có giũa. Này cắt ngành thối thần rồi chứ. Hai cộng luôn. Cộng này cắt cái ngành phải dịch bạo lực luôn. Cái này làm xong khoét đít mới gỡ được, gỡ cá được cơ chứ bẻ mà bẻ đít á, bẻ xong hồng nhựa á. Là khỏi gỡ luôn các bạn ơi. Cắt cái ngành này chỉ tháo dây ra thôi chứ sao gỡ nổi. Ngắn nó dày vậy nè. Mà thấy không? Mình đập nó đâu có dẹp gì mấy đâu. Ngắn nó dày. Ngắn nó dày lắm. Bởi vì không sợ gãy. Thank you.
tạm ngưng xíu rồi mình chừng nào hoàn thành quay tiếp nha các bạn. Nãy giờ mình vỗ được nhiêu đây nè các bạn. Chưa có làm hết thời gian làm rồi bạn ơi, hết thời gian làm cái này rồi, bận việc rồi các bạn ơi. Video sau mình sẽ vỗ mỗi ngạnh cái này nha các bạn. Video sau mình sẽ cắt ngạnh R15 này đập sẵn rồi nha các bạn. Đây video sau mình cắt ngạnh vũ mỗi ngạnh này luôn rồi. Thì video này tới đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Bén dữ dằn để vô dính tay dính. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong video tiếp theo của Kiệt Lê Bến Tre nha.